Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Một năm là lốt, ba cách đặc trị sâu răng, hôi miệng, khỏi viêm xoang cực tốt. Những ngày thời tiết bất chợt thay đổi, đau răng, viêm xoang là nỗi ám ảnh của người bệnh. Trong đó, không ít người lo lắng phải sống chung với chúng cả đời mà không có cách nào chữa trị dứt điểm. Theo đông y, lá lốt được coi là bài thuốc vô giá, trị dứt điểm sâu răng, viêm xoang cùng các triệu chứng khác như đau đầu, mệt mỏi cơ thể, hắt hơi, sổ mũi, cực hiệu nghiệm. Đặc biệt, áp dụng với bà bầu, đối tượng không nên dùng nhiều thuốc tây. Trong những ngày trời trở lạnh, thì tình trạng này càng khiến người mắc ám ảnh hơn nữa. Ngày nay, ít ai biết rằng loại lá thường được dùng trong nhà bếp này lại có nhiều lợi ích với sức khỏe mà gia đình nào cũng cần đến. Đông y cho rằng lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm nên giúp làm ấm bụng, giảm đau hiệu quả. Đặc biệt, lượng tinh dầu trong lá lốt có thành phần chính là benzylacetate, giúp kháng khuẩn, giảm sưng viêm, hạn chế đau răng. Đồng thời cũng phát huy tác dụng trong một số trường hợp như viêm nướu, lợi, nhức răng do mọc răng khôn. Với những đối tượng không chịu được đau như bà bầu, trẻ em hoặc người già, thì bài thuốc từ lá lốt được coi là an toàn, hiệu quả nhất. Đặc trị sâu răng từ lá lốt. Chuẩn bị 10 đến 12 lá lốt, một nhúm muối trắng, 1 lít nước lọc. Cách làm: rửa sạch 10 đến 20 chiếc lá lốt với nước, có thể ngâm với nước muối loãng để đảm bảo sạch bụi bẩn, tạp chất hoàn toàn trước khi tiến hành luộc. Bắc một nồi nước lên bếp, cho lá lốt vào rồi đậy vung, bật bếp với lửa lớn để nước sôi lên. Tinh dầu lá lốt tiết ra nước thì vặn nhỏ lửa, đun thêm 15 phút rồi tắt hẳn. Rót hỗn hợp nước luộc lá lốt ra cốc, đợi nước ấm thì dùng để súc miệng sau khi ăn cơm xong. Mỗi ngày áp dụng đều đặn 2 lần, chia đều 2 bữa sáng và tối. Ngậm khoảng 2 phút rồi nhổ đi, không nuốt nhé. Giá nhuyễn lá lốt chữa hôi miệng. Lá lốt mua về rửa sạch, ngâm với nước muối loãng để làm sạch hoàn toàn. Sau đó, thái nhỏ lá lốt rồi cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng với 50ml nước lọc và 3g muối trắng. Đổ hỗn hợp cuối cùng vào chai nhựa, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Cách dùng: mỗi sáng sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ, hãy lấy nước lá lốt súc miệng trong vòng 2 phút, ít nhất trong 3 ngày liên tục. Tình trạng hôi miệng, viêm nướu, sưng chân răng, chảy máu răng sẽ thuyên giảm đáng kể. Sau khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ sau, nụ răng sẽ se lại, hết mủ và chân răng sạch đáng kể. Tuyến biệt viêm xoang với lá lốt. Một trong những mẹo dân gian chữa viêm xoang được áp dụng nhiều nhất là dùng lá lốt để ngửi. Bạn hái một nắm lá lốt, rửa thật sạch với nước muối loãng, rồi vò nát cho lá mềm hết ra. Lúc này, lá lốt sẽ tiết hết tinh dầu, thuận lợi cho việc điều trị viêm xoang hiệu quả. Dùng lá lốt vò nát, nhét trực tiếp vào lỗ mũi. Cứ thực hiện như vậy với tần suất 1 đến 2 lần một ngày, liên tục tới khi khỏi hẳn thì dừng lại. Sử dụng lá lốt không chỉ giúp đặc trị chứng viêm xoang mà còn giảm đáng kể tình trạng đau đầu, sổ mũi. Trời trở lạnh là kẻ thù của những căn bệnh này, vì thế hãy lưu lại để không bị chúng hành hạ vào mỗi mùa đông hanh khô, giá lạnh nhé. Chữa cảm cúm, nhức đầu, mệt mỏi với hoắc hương. Theo y học cổ truyền, hoắc hương có vị cay, mùi thơm hắc, tính hơi ấm, có tác dụng làm mạnh dạ dày, ruột, giúp sự tiêu hóa, hành khí, giảm đau. Lá có tác dụng hạ nhiệt, thường dùng chữa cảm mạo trung nắng, nhức đầu, sổ mũi, đau mình, ở khen, hôi miệng. Hoắc hương còn có tên là hợp hương,
Tô Hợp Hương, Linh Lung Hoắc. Cây có hoa quả vào tháng 5 đến tháng 6. Bộ phận dùng làm thuốc của hoắc hương là cả cây, nhất là lá, thu hái khi trời khô ráo, loại bỏ lá sâu hay lá già úa, đem phơi nắng nhẹ hay sấy ở nhiệt độ từ 40 đến 45 độ C đến khô. Có thể cất tinh dầu từ lá tươi để dùng. Hoắc hương, gừng tươi có tác dụng chữa cảm nắng. Một số bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian. Bài 1. Chữa ăn không tiêu, sôi bụng. Hoắc hương, thạch xương bồ, hoa đại, mỗi vị 12g, vỏ bưởi đào, sao cháy 6g. Tất cả tán thành bột trộn đều, mỗi lần uống 2g với nước trà nóng trước bữa ăn nửa giờ. Ngày uống 3 lần, dùng liền 3 ngày. Bài 2. Chữa tiêu chảy do ăn đồ sống lạnh. Hoắc hương 12g, cát căn 12g, nụ sim, đậu ván trắng, sa nhân, mộc hương, mỗi vị 8g, cam thảo 4g, gừng nướng 3 lát. Tất cả sắc với 500ml nước, còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày, dùng liền 3 ngày. Bài 3. Chữa cảm nắng, ho, người đau nhức. Hoắc hương, tía tô, hương nhu, mỗi thứ một nắm nhỏ. Lá chanh, cam thảo đất, mỗi vị 8g, chua me đất 10g, gừng 3 lát. Tất cả sắc với 700ml nước, còn 200ml, uống làm 2 lần trong ngày, dùng liền 5 ngày. Bài 4. Chữa cảm cúm, nhức đầu, mệt mỏi. Hoắc hương 6-12g, sắc với 500ml nước, còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày, dùng liền 3 ngày. Có thể phối hợp với các vị thuốc khác như lá chanh, gừng, chua me đất, cam thảo đất, sắc uống như trên. Bài 5. Chữa hôi miệng. Hoắc hương và bạc hà, mỗi thứ 5g, hãm nước sôi, súc miệng nhiều lần trong ngày, hoặc có thể ngậm ít một rồi nuốt. Kiêng kỵ. Người cơ thể gầy yếu, thiếu máu, tăng huyết áp, ngủ kém, đại tiện khó, tiểu tiện ít và vàng đỏ không nên dùng. Giá món quà quý từ thiên nhiên. Chúng ta đã từng ăn giá, nhưng không hẳn đã hiểu rõ chi tiết giá trị dinh dưỡng và tác dụng của chúng. Đây là thông tin bạn cần tìm hiểu để tận dụng hết món quà từ thiên nhiên. Giá là một trong những loại thực phẩm tốt nhất, chứa hàm lượng lớn vitamin và chất khoáng tốt cho sức khỏe toàn diện. Khi bạn ngâm đỗ trong nước, chúng sẽ bắt đầu nảy mầm và trở thành giá đỗ. Giá rất dễ trồng và đồng thời rất dễ để thêm vào thực đơn của bạn. Quá trình nảy mầm đã nhân đôi lượng dinh dưỡng trong giá, khiến chúng trở thành một nguồn tài nguyên protein, phosphor, kali, vitamin C và K. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng hoạt động nảy mầm đã tăng lượng protein lên 2 lần. Giá rất giàu chất chống oxy hóa, đồng thời giàu axit amino cần thiết. Các protein trong giá dễ tiêu hóa hơn, bởi trong quá trình nảy mầm, những chất kháng dinh dưỡng được giảm thiểu, khiến cơ thể dễ dàng hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Lợi ích sức khỏe của giá. Thứ nhất, tăng cường khả năng tiêu hóa. Giá chứa một lượng lớn các enzyme năng động, chúng giúp nâng cao quá trình trao đổi chất và khả năng phản ứng hóa học. Các enzyme giúp tiêu hóa thức ăn và tăng cường sự hấp thụ chất dinh dưỡng của đường tiêu hóa. Đồng thời, giá có chứa một lượng lớn chất xơ không tan, giúp đỡ việc cấu thành chất thải, làm giảm khả năng mắc bệnh táo bón. Thứ hai, tăng cường sức khỏe tim mạch. Hấp thụ nhiều giá sẽ làm tăng lượng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Giá của cây súp lơ chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là sulforaphan, giúp làm tăng tổng khả năng chống oxy hóa của huyết tương và giảm peroxide hóa lipid,
triglyceride huyết thanh, chỉ số stress oxy hóa, insulin huyết thanh, kháng insulin và cholesterol LDL oxy hóa ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Thứ ba, giúp giảm cân. Giá được coi là rất tốt cho việc giảm cân bởi chúng chứa nhiều chất xơ. Chất xơ khiến bạn no lâu hơn và ngăn ngừa cơn đói bằng cách chặn sự giải phóng của ghrelin, một hormone đói. Giá được làm từ hạt lạc, có tác dụng giảm béo cơ ở phụ nữ béo phì. Thứ tư, kiểm soát lượng đường trong máu. Ăn giá có thể khiến lượng đường trong máu nằm ở mức chấp nhận được. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá có khả năng điều hòa hoạt động của enzyme amylase, một enzyme giúp cơ thể phá vỡ kết cấu và hấp thụ đường. Giá súp lơ rất giàu sulforaphane, giúp tăng lượng glucose trong cơ thể người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Thứ năm, ngăn ngừa ung thư. Giá súp lơ sống là một nguồn hợp chất có khả năng chống ung thư hiệu quả. Hợp chất chính được tìm thấy trong súp lơ và mầm giá của chúng chính là glucosinolate, được chuyển hóa thành isothiocyanate khi bị thái hoặc nhai. Những isothiocyanate này chứa những thành phần chống ung thư và ngừa viêm sưng. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng giá súp lơ có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Thứ 6, tăng cường sức đề kháng. Giá chứa rất nhiều vitamin C, hoạt động với vai trò kích thích mạnh các tế bào bạch cầu để chống lại các bệnh và dị ứng, đồng thời nâng sức đề kháng. Thứ 7, đẩy mạnh sức khỏe đường ruột. Mầm lúa mì và mầm yến mạch giúp quản lý và giữ sự cân bằng độ pH của cơ thể bằng cách giảm mức axit. Chất lactobacillus acidophilus được tìm thấy trong loại giá này hoạt động như một hoạt tính sinh học tốt cho đường ruột. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.